Xin chào toàn thể các bạn quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Đây là một cái thiết bị mà rất là nhiều anh em đang cần. Đó, đây là cái sản phẩm có thể là chia. Đấy, tức là nó sẽ vào một đường, nó sẽ chia ra ba ba đường anh em nhé. Đó thì ví dụ như anh em làm sự kiện, anh em sẽ dùng ví dụ như làm một đường lấy nhạc từ đàn này, một đường là từ TV đấy, hoặc là một đường lấy từ các cái nguồn nhạc khác đấy, từ đầu karaoke chẳng hạn đấy. Thì chúng ta muốn chia ra ba thiết bị đó, thì chúng ta sẽ cần một cái thiết bị như này để chúng ta có thể là vào một để chia ra được ba thiết bị nhé. Và trường hợp thứ hai là anh em có hai bộ dàn karaoke, hai bộ dàn mà anh em muốn chia ra một bộ để nghe nhạc, một bộ hát đó, một bộ nghe nhạc, một bộ hát này. Thế thì bình thường anh em rất là khó chia đúng không đấy, và khó có thể kết nối. Nhưng khi mà có cái này rồi thì chúng ta kết nối rất là dễ nhé. Cái sản phẩm này á, thì nó sẽ cho phép là tín hiệu nó sẽ vào ba đường đấy, và nó sẽ cho ra một đường đấy. Ví dụ như là anh em vào lấy tín hiệu từ TV này, lấy tín hiệu từ đầu karaoke này đấy, để chúng ta có thể chia nó ra, để chia được nó ra. Thì với cái này thì nó rất là tiện cho anh em đấy. Về thiết kế thì anh em thấy nó nhìn nó rất là đẹp đúng không, thiết kế rất là đẹp đó. Mã sản phẩm này là của JMA đấy, gì mà cái model là VA301M nhé. Đấy, 301M. Cái này thì dùng phải nói nó rất là bền, và chúng em đã bán rất là nhiều những cái thiết bị này, và nó rất là cần thiết cho anh em mà sử dụng các cái dòng đầu nhiều thiết bị đấy, để chúng ta chia được tín hiệu ra. Và chia thì đây chúng ta sẽ chia được ra là đường âm thanh trái phải là một, và đường hình ảnh là về đường video là hai đó. Thì là chúng ta sẽ chia được ba đường như vậy đó, và tất cả đều là chia ra AV hết nhé. Đó, tất cả đều chia ra AV với mức giá bên đang bán rất là rẻ nhé. Bên đang bán với những cái sản phẩm này chỉ có 250.000 cho một chiếc thôi đó, là phục vụ được anh em là thích đam mê về sưu tầm nhiều các cái đường tiếng đó đấy, hoặc là nhiều bộ dàn thì chúng ta có thể chia cái này rất là tiện đấy, hoặc là anh em sự kiện nhé. Đó, anh em có nhu cầu mua sắm thì liên hệ trực tiếp từ bên em, thì bên em sẽ hỗ trợ anh em với những cái thiết bị chia tín hiệu này. Và xin chào anh em.